Hôm nay sau khi bà con đi rừng, con Tâm về được một cái lô quế trắng tháng 8 cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Cây này mọi người xem, toàn dừa lá xếp với dừa, những dừa nguyên bản và giá cũng cực kỳ rẻ thôi. Em đã chia ra đây làm các phần đồng giá với nhau, mỗi phần giá 100 ngàn mọi người nhé. Và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển ha, phí chuyển tầm 30 ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Anh em có thích mua hình nào thì cứ báo em, thì tùy từng hình, là có hình thì được một cây, có hình 2, 3, 4 cây vậy, tùy thích mọi người. Anh em thích hình nào thì báo em tí, em sẽ lướt sơ qua các hình cho mọi người cùng ngắm mọi người nhé. Và rất đơn giản, mọi người liên hệ đặt mua, có thể nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo em đều được, 0384 750 258, phí ship 30 ngàn mọi người nhé. Rồi, hôm nay thì xem nay sẽ có những cái gì mọi người nha. Rồi, đầu tiên là về VIP 1 là 150 ngàn, là một khúc nguyên bản lớn ha. Về số 2, 100 ngàn, giá 100 ngàn là khúc nguyên bản nè. Số 3 là xếp quế 100 ngàn. Thứ 4, quế 8 là thân to bự ha, 100. Số 5, lá xếp 100. Số 6, về to 100. Số 7, nguyên bản 100. Số 8, 3 về 100. Số 9, về 2 về 100. Số 10, 3 dê 100. Số 11, 4 dê 100. Số 12, 100 ngàn 4 dê. Số 13, 100 ngàn 4 dê. Có một khúc nguyên bản nhỏ dễ thương này. Số 14, 100 ngàn. Số 15, 100 ngàn. Số 16 cũng 100 ngàn luôn mọi người không? Giá rất là phải chăng để anh em có thể là sưu tầm được cái loài lan, phải nói là rất dễ thương và hoa cực kỳ thơm luôn. Quế trắng tháng 8 nổi tiếng của rừng Công Tâm mọi người nha. Rồi anh em nhớ nha, 0384 750 258. Rồi, đầu tiên là em sẽ quay cụ thể lần lượt từng hình mọi người nha. Về VIP 1 đây, giá 150 ngàn. Giờ đây rễ nó dài, bà con người ta quấn lại nè mọi người. Chắc ha. Đây, thân rất là to, nguyên bản nữa. Vác được cái khúc nguyên bản này về rất kỳ công mọi người nha. Rồi, hình VIP 1 đây, giá 150 ngàn. Tiếp theo là hình số 2, 100 ngàn. Đấy, nguyên bản ha. Hình số 3, 100 ngàn. Rồi, lá xếp rất đẹp. Số 4, về to chưa? 100 ngàn. Rồi, số 5, lá xếp 100 ngàn. Rồi, tiếp theo số 6, về rất là to mọi người nha. Lá xếp nè. 6, 100 ngàn. Số 7, nguyên bản, 100 ngàn. Số 8 được 3 dê ha. 1, 2, 3. Đây, số 8 có dê để xếp đẹp nè. Đấy. Rồi, hình số 8, 100 ngàn, 3 dê. Số 9, đây một cái bó, bà con bó lại nó được 2 dê lá xếp. Rồi, lá to nha, lá mít to nha. Rồi, số 9, 100. Số 10 được 3 dê mọi nha. Số 10, 3 dê. 1 dê nè. 2 dê nè, và dê to đây, 3 dê. Rồi, số 10, 100. Số 11 được 4 dê mọi người nha. 1, 2, 3, 4. Số 12, 100. 1, 2, 3, 4 dê luôn mọi người nha, 100 ngàn thôi. Số 13, có khúc nguyên bản dễ thương không? Trăm mấy này rất vui mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 4 dê mọi người nha, 100 ngàn. Mọi người thấy rẻ không? 1, 2, 3, 4. Rồi 14, 100 ngàn 4 dê. 15, 1, 2, 3, 4. 15 cũng 100 ngàn 4 dê. Và cuối cùng là 16, nay được 16 hình nè. Chia cho 16 anh em sưu tầm. Giá 100 ngàn. Rồi 16. Rồi em đã quay xong phiên ngày hôm nay. Anh em sưu tầm nhớ liên hệ mọi người nha, 0384 750 258, nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo đều được, phí ship 30 ngàn mọi nha. Anh em mua anh em thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Được kiểm tra hàng trước khi nhận, đúng như hàng anh em đặt thì anh em hãy thanh toán mọi người nha. Xin chào mọi người, hôm nay là quế tháng 8 rừng Công Tâm, hoa cực kỳ thơm luôn mọi người nha.